Kính thưa quý vị và các bạn, tôi thì dân nhà luật mà, có thói quen bữa nào có hứng á, thì nói nhiều lắm, còn bữa nào mà không hứng mà người mệt mỏi thì nặng đầu hoài không ra câu hỏi nào hết. Hôm nay video của tôi tặng quý vị và các bạn có tên là hợp đồng chuyển nhượng lấy nhà hay lấy đất hay lấy tiền. Tôi có một cái vụ kiện nó cũng như vậy đó quý vị và các bạn. Thì hai bên giao dịch với nhau với giá là 500 triệu. Thì người khách hàng của tôi cũng đã thanh toán cho họ là 300 triệu rồi. Thì khi mà hai bên vẫn có làm giấy tay thôi. Ông bán đất, thôi mình nói thuật ngữ bình dân đi ha. Cái ông bán đất, hồi đó ông mua, hồi đó ông bán, nhưng mà đất giờ đất sốt quá, một lên gấp ba, tức là 500 triệu giờ lên tới 1.5 tỷ, không bán nữa. Ông nói giờ không bán nữa, mà giờ không có tiền trả tiền cọc nữa. Thì vị khách hàng của tôi cũng đã khởi kiện, tiếp tục thực hiện hợp đồng. Thì trong cái quá trình khởi kiện ở tòa, thì tôi có tư vấn cho anh rằng là, và đây cũng là một cái kinh nghiệm mà tôi có được trong quá trình hành nghề các bạn ạ. Tôi tư vấn cho anh tại vì tổng diện tích đất rất là lớn, và nếu được thì mình sẽ lấy cái phần diện tích đất tương đương với số tiền thanh toán phe lây thôi. Tại thời điểm năm 2005, tôi mua anh với giá là 100 đồng. Tôi thanh toán là 60%, 1.000 m². Tới nay năm 2018, anh không chịu bán, tiếp tục thực hiện hợp đồng. Nói chứ giờ nếu mà tôi nhận tiền theo cái số tiền đó, tôi cũng lỗ. Mà giờ anh trả tiền cho tôi, nói chung là người nào lấy đất thì người đó có lợi hơn các bạn bằng ạ. Thôi giờ vậy đi, đất 1.000 m², tôi lấy 600, anh lấy 400, mình tách ra để cả anh cả tôi đều không bị thiệt hại. Rất là chuẩn ạ. Và người cầm cân xét xử họ cũng cảm thấy được rằng là không bị ai nấy. Nếu giờ hồi xưa anh bán cho tôi 1.000 m, cách đây 10 năm, mà bây giờ anh trả lại tôi đúng cái số tiền đó, thì rõ ràng tôi là người bị thiệt hại, anh có lời á. Còn nếu mà bây giờ mà tòa tiếp tục thực hiện hợp đồng mà trả lại cho anh theo, cho tuyên cho tôi được toàn bộ quyền sử dụng đất, thì rõ ràng cái việc định giá của tòa nó sẽ rất là thấp so với cái giá thị trường, và như vậy sẽ ảnh hưởng tới quyền và pháp của anh đó. Thưa quý vị, trong việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tôi cũng đã từng có những cái hồ sơ dạng nó giống như vậy. Năm 2008, tổng diện tích hai bên giao dịch 7.000 m². Trong cái phần 7.000 m² này thì bên mua đã thanh toán được 400 triệu tương đương với 7.000 m², mỗi 1 mét là 100.000 đồng quý vị và các bạn. Bản án sơ thẩm của tòa án tuyên phạt cọc, không đồng ý. Phạt cọc tức là trả lại cho phía bên nguyên đơn 400 triệu cộng thêm 400 triệu nữa là 800 triệu. Không hài lòng, nguyên đơn khởi kiện đến kháng cáo. Bản án của phúc thẩm quay 180 độ luôn, tiếp tục thực hiện hợp đồng. Hồ sơ lên giám đốc thẩm, vòng ngược lại quý vị và các bạn, trở về sơ thẩm.
Vì số 1, số 2, số 3, số 4, những cái chứng cứ rất rất là bình thường, có định hướng, có hướng dẫn, có quan điểm rõ ràng. Tuy nhiên thì quý vị và các bạn biết không, 10 năm trong nghề, 10 năm đi ròng rã, nguyên đơn cũng mệt lắm rồi, bị đơn cũng mệt lắm rồi. Luật sư vào cuộc, luật sư bảo thỏa thuận nhanh nha. Ừ thì thỏa thuận. Hai bên cò kè bớt một thêm hai, giống như chuyện Kiều vậy đó. Và cuối cùng trong 7.000 mét vuông đó thì nguyên đơn được một phần, bị đơn cũng một phần, và cả hai đều rất là vui vẻ thôi ạ. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái câu chuyện chuyển nhượng, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng lấy tiền hay lấy đất, thì tôi cho rằng nếu trong trường hợp tổng diện tích quyền sử dụng đất, tổng diện tích cái phần đất mà các bên mà mua bán, các bên giao dịch đó lớn, thì chúng ta nên ngồi lại với nhau để đưa ra một cái phương án, anh cũng lấy đất, tôi cũng lấy đất, để cả hai bên đều không ai cảm thấy thiệt hại. Tôi sẽ quay lại vấn đề về lấy nhà, lấy giá trị hay là lấy đất vào một cái chủ đề tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Cũng thứ lỗi cho tôi vì khi nó trở thành cái mặt cảm xúc thì có lẽ là nhiều khi hôm nay cũng vui lắm, mà nhiều khi có bữa làm video rất là mệt mỏi. Các bạn thông cảm nha. Chúng ta cùng mang một cái thông điệp, gặp nhau để trao cho nhau những cái giá trị rất thật. Cảm ơn quý vị và các bạn cùng đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Và tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Cảm ơn quý vị và các bạn.